to chưa? À. Tâm rồi đi. Một quả. Hai quả. Quả này cho chín, cho chín. Cho chín đấy. Cho chín. Lớn nhỉ. Ok. Không tên này, không tên này, không tên này, không tên này. Ý, tên không đấy nha. À, nhanh nào, nhanh nào. Ok. Cái kéo ấy luôn. Để cắt cái cuốn. Ok. Chưa. Đúng đấy. Ý, nào bố căn à. Úi giời ơi, nha. Không lấy ạ. Cho xuống đây. Cắn nha. Hôm nào mới đi về ăn được thắng. À. Rồi. Bây giờ để là thằng ăn nư. Đây những quả đen đen đấy. Rồi để kiến mại nữa. Ra mấy kia ho. Về ăn bắt mưa thôi. Lựa mấy mưa. Quả nó to to mang về. Rửa đi, rửa đi xong để khô cho vào tủ lạnh. Con nào lo tắt rồi, quả cao quá. Nó vẫn tươi mà, tươi thằng long cho tủ lạnh vẫn tươi. Con đi. Em phải đi lấy cái ghế. Cái ghế màu vàng kia tao được không? Ghế nó mưa rồi, mưa rồi. Cho rổ lên đây. Lên ăn quả thanh long với là nhỉ? Bán à? Đấy chú bán quả. Để ăn đấy. Để giờ ăn. Con này cắt để nếp bên kia. Em ấy cây ghế là sát thì tí nữa. Hai cái này ra cả đây trên này. Cho anh chú quả thanh long đi con. Trời ơi áp đang. Đi ai hửng không máu. Cho có nhiều thịt gì nữa. Cái gì chứ thế này? Ngọt lên nào. Dạ, yeah, cái bánh ngon đang thay ở mình không láo, mình cứ bất kê thả. Bất kê là thái? Ngô. Bất kê à? Ừ. Bất thái à? Ừ, chứ em nói qua thái đón, mà con thái đón nó qua thái hạng bên không tú lâu. Ừ. Nó qua thái đón đó à? Nó qua thái cà tuông bấm bấm mà tôi bất đắm nữa. Bất bật. Nè, thái đấy. Cái tôi bắt khô. Nó tôi nói là, châu ở trong được kính gì, nó phải đẩy. Thái đấy nào. Thái quá. Cái thấy nó em thì không thấy lúc lắm. Còn mưa quá tôi. Rồi đi lấy một quả được con ơi. Chị một quả à nhỉ. À bố có quả rồi. Nè cho tôi hai quả to nhất. Ồ, chuột trắng. Bổ miếng nhá. Bổ đôi đi. Bổ đôi đi. Từ từ để anh cắt. Wow. Wow. À. Xin à, xin bố nào, xin bố nào. Bố xin bố nào. Ok nè. Ui dồi ôi. Đấy. Chết. Ê. Xin à. Cắn này, ăn. À. À không ăn à?
Không ăn, để em ăn đi. Em xin. Ui dồi ôi. Chiều ngon luôn. Ngon lắm. Ngon nhỉ. Chắc ngon nhất rồi.